chia sẻ cho mọi người cái món mì xào chay nha. Với cái món mì chay này á, thì các bạn có thể áp dụng cho những ngày mình ăn chay hoặc là những ngày thường đều được nha. Và đặc biệt trong những ngày Tết vừa qua thì ai cũng rất là ngán thịt cá rồi, thì hôm nay mình sẽ đổi vị, mình ăn với món mì xào chay thịt cọng này nha. Cái cách xào của nó đặc biệt là rất là đơn giản luôn á. Hôm nay mình sẽ nấu cái món mì xào chay một cách đơn giản để mọi người dễ dàng thực hiện khi vào bếp nha. Các nguyên liệu để nấu món mì chay thì mình đã chuẩn bị hết ở đây nè các bạn. Gồm là rau cải thìa, nấm bào ngư, rau súp lơ xanh. Súp lơ thì các bạn có thể dùng súp lơ trắng cũng được nha. Cây nào lớn thì mình cắt đôi, còn không mình để nguyên cũng được. Và cà rốt, nấm đông cô mình dùng 10 tai hoặc 12 tai. Tổng cộng các rau củ để mình xào mì khoảng 800g nha các bạn. Đậu hũ thì mình dùng 5 miếng vuông như thế này nha. Mì thì mình dùng mì này là mì chay nha các bạn. Mình sẽ dùng là 5 vắt nha. Các nguyên liệu này thì khoảng 5 người ăn và ba rô mình đã băm nhuyễn. Cái ba rô này mình dùng khoảng 15g nha. Và 2 muỗng canh súp dầu hào, 2 muỗng canh xì dầu, 4 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bột. Bây giờ mình sẽ đi trụm cái mì này trước nha. Cái ba rô là cái cây như thế này các bạn, họ chuyên dùng trong nấu chay á. Giờ mình sẽ đi trụm mì nha. Khi nước sôi mình sẽ cho 5 vắt mì vô, mình trụng khoảng 2 phút thôi. Khi mì mình trụng được 2 phút rồi, mình sẽ vớt ra, mình đi rửa với nước lạnh nha. Cái phần mì này mình đã rửa với nước lạnh rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ để ráo nha. Các bạn thấy sợi mì nó rất rời, khô ráo, không hề bị nhão hoặc dính vào nhau nha. Tiếp theo là mình sẽ đi trụng cái phần rau củ này nha các bạn. Khi nước bắt đầu sôi, mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Cái mẹo này nó giúp cho rau củ mình tăng thêm màu sắc để rau củ mình đẹp hơn đó các bạn. Bây giờ cái củ quả nào mà nó lâu chín thì mình sẽ cho vô trước nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái cà rốt vô, mình trần khoảng 1 phút. Khi cà rốt trần được 1 phút rồi á, thì mình sẽ cho cái phần bông cải vô, tiếp tục mình trần trong khoảng thời gian là 1 phút nữa nha. Cái bông cải mình trụng được 1 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái cải thìa vô. Cái cải thìa này nó nhanh chín hơn thì mình trụng khoảng nửa phút thôi. Các bạn có thể thay đổi các loại rau củ các bạn thích nha. Có thể là rau cải ngồng, cải ngọt, hoặc là ớt chuông, hay là rau bó xôi, rồi nấm đùi gà đều được nha các bạn. Cái phần nấm đông cô này mình sẽ luộc sau nhé. Cái nấm bào ngư này thì mình sẽ không phải trụng nó. Bây giờ cái rau này đã trụng được rồi á, mình sẽ vớt ra mình ngâm với nước lạnh nha. Khi mình ngâm với nước lạnh thì nó giúp rau mình xanh hơn, đẹp hơn đó các bạn. Mình ngâm với nước đá lạnh hoặc nước lạnh khoảng 3 phút, mình sẽ vớt ra để ráo nha. Bây giờ mình sẽ ngâm cái phần rau củ này khoảng 3 phút, rồi mình sẽ vớt ra rổ cho ráo nước nha. Đây là cái phần rau củ mình đã ngâm nước và vớt ra rồi đó các bạn. Các bạn thấy màu sắc rất là đẹp luôn. Nó đẹp hơn lúc ban đầu rất là nhiều luôn đó các bạn. Cả cái phần bông cải và cà rốt, vậy các bạn thấy cái màu sắc nó tăng rất là nhiều luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái bước tiếp theo nha. Kế tiếp là mình sẽ đi luộc nấm đông cô. Cái nấm này là nấm khô đó các bạn. Mình cũng ngâm khoảng 20 phút rồi. Bây giờ mình luộc nó khoảng 5 phút nữa. Khi cái phần nấm này luộc xong rồi đó, mình sẽ vớt ra, mình đi rửa nấm lại bằng nước lạnh cho nó sạch nha. Đây là cái phần nấm mình đã luộc và rửa lại nước lạnh nha các bạn. Các bạn có thể là cắt đôi cái nấm ra, hoặc là mình xẻ trên đầu này, mình để nguyên cái tai nấm này đều được nha.
mình cắt như thế này, cái mục đích là để trang trí và cho nó thấm gia vị vô nấm thôi. Cái bước kế tiếp là mình sẽ đi chiên đậu hũ nha. Mình cho dầu ăn vô và mình chiên đậu hũ cho nó vàng giòn hai mặt là được. Khi mà hai mặt đậu hũ nó vàng giòn như thế này là được rồi. Mình sẽ gắp ra dĩa nha. Và mình sẽ xắt sợi cái đậu hũ này ra thành những sợi vừa ăn. Tiếp theo là mình đi xào mì nha. Mình cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn và nửa cái phần Baro vô mình phi thơm. Khi phi thơm Baro xong á, thì mình sẽ cho mì vào mình xào. Cái phần Baro đã phi thơm rồi á, mình sẽ cho mì vô mình xào nha. Mình nêm vô mì là 2 muỗng canh xì dầu. Rồi mình trộn đều lên. Các bạn xào khoảng 3 đến 5 phút cho cái sợi mì mình nó khô ráo và nó có độ dai là được nha các bạn. Rồi mình tiếp tục mình xào khoảng 3 đến 5 phút cho sợi mì mình nó ráo khô nhé. Đây là cái phần mì mình đã xào được 5 phút rồi các bạn thấy là nó rất là dai ngon, nó không bị nhão ướt cái sợi mì, đặc biệt là rất là khô ráo luôn. Các bạn lưu ý khi mình gắp mì ra dĩa, lúc này mì đang rất là nóng thì khi mình gắp mình lấy đũa mình xới xới ra cho cái mì mình nó không bị kết dính vào nhau nhé. Khi các bạn xào mì, xào bún, xào miến các bạn đều phải xới như thế này thì nó sẽ không bị kết dính vào nhau và không bị bón cục nha. Bây giờ cái phần mì mình đã xong rồi, mình sẽ đi xào cái phần rau củ nha. Tiếp theo là mình sẽ xào rau củ. Mình cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn và cái phần Baro còn lại mình phi thơm lên. Khi cái Baro nó thơm rồi, mình sẽ cho cái phần nấm bào ngư vô mình xào trước. Mình nêm vô cái nấm bào ngư này là nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm, mình đảo đều lên. Cái bước này mình chỉ nêm nhẹ thôi các bạn. Khi xào rau củ á, thì các bạn bật lửa ở cái mức lớn nhất để cho rau củ mình nó không bị ra nước nha. Các bạn xào thấy nấm mà nó đổi thành màu trong trong rồi thì mình sẽ cho cái phần rau củ quả vô nhé. Các bạn vẫn tiếp tục xào trong lửa lớn nha, cho nó khỏi bị ra nước đó. Tiếp theo là mình nêm vô cái phần rau củ này là 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê hạt nêm, rồi mình đảo đều lên. Rồi mình tiếp tục mình đảo đều cho nó thấm gia vị vô các hỗn hợp này. Tiếp theo là mình sẽ nêm vô đây là 2 muỗng canh dầu hào. Rồi mình sẽ đảo đều cho cái rau củ mình nó thấm đều dầu hào nha. Các cái rau củ mình đã trụng rồi thì mình xào nhanh tay khoảng 2 phút là được nha các bạn. Khi rau củ mình trộn đều với dầu hào rồi á, thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Mình sẽ không cần phải xào với mì này nữa. Mình chỉ cần cho mì vô mình trộn đều vào được. Khi cái mì mình đã chín rồi các bạn, mình xào cái sợi mì nó khô ráo rồi thì mình chỉ cần trộn nó nữa thôi là được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều các hỗn hợp này lên. Các bạn thấy cái sợi mì mình nó rất là ráo luôn. Và rau củ mình thì màu sắc rất là đẹp. Đặc biệt là nó không có nước nữa. Các bạn lưu ý là khi xào các bạn để rau ráo nước và kết hợp với bật to lửa là rau mình sẽ không ra nước nha. Bây giờ mình sẽ gắp mì ra dĩa nha. Vậy là cái món mì xào chay của mình đã hoàn thành đó các bạn. Các bạn thấy là
rất là đơn giản luôn. Chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút thôi là các bạn đã có một món mì xào cháy rất là bổ dưỡng và màu sắc thì rất là hấp dẫn. Các bạn có thể thay đổi khẩu vị cho những ngày thường đều được các bạn, tại vì dinh dưỡng của nó rất là đầy đủ luôn. Các bạn thử áp dụng cho gia đình và người thân mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Video của mình tới đây là hết rồi. Bye các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.